Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây là điểm tin trong nước ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, trận mưa lớn kéo dài từ tối 29 tháng 7 đến sáng 30 tháng 7 đã khiến nhiều khu vực, điểm dân cư tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng và sạt lở cục bộ. Ghi nhận thực tế tại thành phố Hạ Long, từ 17 giờ ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 30 tháng 7, trên địa bàn thành phố Hạ Long có mưa to kéo dài trong nhiều giờ đã gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực trên địa bàn thành phố như nhà văn hóa khu 4, phường Hà Tu, khu vực Hồ Điều Hòa, phường Ít Kiêu bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến phố tại phường Bãi Cháy, Hồng Hải, Hoành Bồ, Trần Hưng Đạo, Ít Kiêu, Hà Tu, Hà Trung, Bạch Đằng, Hồng Gai cũng chìm trong biển nước. Ngay trong đêm, cán bộ phường Hồng Hà và ban quản lý dự án dịch vụ công ích thành phố Hạ Long đã tiến hành mở nắp cống khu 2 để xử lý ngập úng tại khu 2, khu 4 do mưa lớn và mưa từ khu vực đồi khu 1, khu 3 chảy xuống. Các lực lượng cũng bố trí người tiến hành thu gom rác, khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm cưỡng bức tại hồ điều hòa Ít Kiêu. Với các khu vực sạt lở, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long đã tổ chức di rời các hộ dân bị ảnh hưởng và trang dây cắm biển cảnh báo tại các khu vực bị sạt. Có 6 hộ dân tại phường Hà Trung và Hà Khánh đã được di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Định vừa phê chuẩn các quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thiện Huy, sinh năm 1962, ngụ xã Đinh Liên, huyện Yên Định, Phạm Khắc Năm, Đào Mạnh Khôi và Trịnh Thành Nam, cùng ngụ thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về tội hủy hoại tài sản. Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 24 tháng 4 năm 2018, chiếc ô tô tải của gia đình ông Trịnh Văn Hải, xã Định Bình, huyện Yên Định bất ngờ bị phóng hỏa đốt, gây thiệt hại 103 triệu đồng. Thủ đoạn của kẻ xấu hết sức tinh vi lại xảy ra vào đêm tối, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra. Vụ án phải tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn. Đến giữa tháng 7 năm 2024, ba đối tượng phóng hỏa đốt xe đã ra cơ quan công an đầu thú. Ngày 20 tháng 7, công an huyện Yên Định cũng đã làm rõ xác định được kẻ chủ mưu là Lưu Thiện Huy nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc san lấp mặt bằng giữa Lưu Thiện Huy và Trịnh Văn Hải nên Huy đã nhiều lần cho người gọi điện thoại chặn xe, bắn súng vào nhà, vào xe của ông Hải để đe dọa dằn mặt không được san lấp mặt bằng trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2018, Huy chỉ đạo Phạm Khắc Năm đốt xe của ông Hải. Năm rủ Đào Mạnh Khôi và Trịnh Thành Nam đi cùng để đốt xe. Gây án xong, cả nhóm nhanh chóng rời hiện trường chạy về thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị, lễ trao giải được tổ chức tại Ả Rập Xê Út đêm 29 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trong 4 học sinh thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2024, có 3 em giành huy chương vàng, 1 em giải bạc đều là người Việt Nam. Ba học sinh Việt Nam giành huy chương vàng là Trần Đăng Khôi, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Gia Phụ Sơn Hà, chuyên Bắc Giang và Nguyễn Hữu Tiến Hưng, chuyên Bắc Ninh và huy chương bạc thuộc về Đỗ Phú Quốc, trường chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam. Tất cả đều là học sinh lớp 12. Thành tích này của đội tuyển tương tự năm ngoái. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam có từ 3 huy chương vàng trở lên tại cuộc thi này. Olympic Hóa học Quốc tế lần đầu được tổ chức vào năm 1968, dành cho học sinh phổ thông. Mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được cử tối đa 4 học sinh và 2 cố vấn tham dự. Mục tiêu của Olympic Hóa học Quốc tế là giúp học sinh quan tâm tới hóa học bằng cách giải quyết các vấn đề thực tế, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 và có hơn 300 học sinh đến từ 87 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài ở hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 tiếng. Olympic Hóa học Quốc tế không xếp hạng thành tích của các đoàn dự thi. Huy chương vàng được trao cho khoảng 10 đến 12% số thí sinh đạt điểm cao nhất, 20 đến 22% tiếp theo đạt huy chương bạc, 30 đến 32% trong nhóm còn lại giành giải đồng. Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12 giờ trưa 29 tháng 7, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 702.762 thí sinh. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay cao hơn năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết phần lớn thí sinh đã đăng ký xét tuyển ngay trong ngày đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cổng đăng. So với tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm ngoái, con số này tăng khoảng 60.000 thí sinh. Hệ thống trong những ngày qua hoạt động ổn định. Thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển của thí sinh trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 17 giờ ngày 30 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển thông qua cổng dịch vụ công quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học năm 2024 với các mốc thời gian quy định cho mỗi tỉnh, thành để đảm bảo an toàn, thuận lợi. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 7, thông tin từ Bộ Công an cho biết phát hiện thanh niên bị trượt chân ngã, đầu đập vào đá và chìm xuống khu vực suối sâu ở Lai Châu. Hai cán bộ công an lập tức lao xuống kéo nạn nhân vào bờ. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, Trung úy Lý A Chánh, cán bộ công an xã Pa Khóa và Trung úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ công an xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đã đi đến khu vực suối Nà Tâm thuộc địa phận xã Nậm Tâm thì nghe thấy tiếng kêu cứu có người bị đuối nước. Qua lời kể của một số người dân, anh Tào Văn Đê, trú tại bản Nạp Tâm, đi qua suối bị trượt chân ngã, đầu đập vào đá và rơi chìm xuống khu vực suối sâu, dòng chảy xiết. Trước tình huống nghiêm trọng không quản hiểm nguy, Trung úy Chánh và Trung úy Khánh lập tức lao xuống dòng nước. Sau khoảng một phút vật lộn dưới dòng nước xiết, hai cán bộ công an phát hiện anh Đê đang bất tỉnh dưới đáy suối liền nhanh chóng kéo nạn nhân lên bờ. Với kinh nghiệm và kỹ năng sơ cấp cứu đã được tập huấn, hai cán bộ công an đã cùng người dân địa phương cứu sống người bị nạn rồi bàn giao cho người thân của nạn nhân đưa về nhà chăm sóc. Sau hơn một ngày điều dưỡng, sức khỏe và tinh thần của anh Đê hồi phục, may mắn thoát chết trong gang tấc. Anh Đê viết thư bày tỏ sự biết ơn những người chiến sĩ công an đã không quản hiểm nguy, dũng cảm lao xuống dòng suối chảy xiết để cứu mình. Nếu các anh chỉ do dự thêm vài phút thì chắc chắn tôi sẽ thiệt mạng, anh Đê bày tỏ. Thưa quý vị, một kho hàng chứa nhang trầm của một hộ dân ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bốc cháy dữ dội trong đêm, may mắn không có thương vong về người. Theo tin báo của người dân, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 7, mọi người phát hiện khói bốc ra từ nhà kho của gia đình bà Huỳnh Thị Trinh. Cạnh đó, một bãi rộng 200m2 chứa gỗ trầm cũng cháy ngùn ngụt. Thời điểm diễn ra vụ cháy có gió lớn nên chỉ trong thời gian ngắn đã lan rộng. Nhận được tin báo, Công an huyện Vạn Ninh phối hợp với đội chữa cháy khu vực 3 cùng nhiều xe chuyên dụng được điều đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, khu vực bị hỏa hoạn nằm trong hẻm nhỏ, không có trụ nước chữa cháy. Xe cứu hỏa phải dừng từ đầu hẻm khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ sau đó chia ra nhiều tốp, phun vòi rồng vào đám cháy để tránh cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Đồng thời, nhiều người dân ở gần đã hỗ trợ dập lửa bằng các phương tiện chữa cháy gia đình. Đến hơn 22 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Chưa ghi nhận có thiệt hại về người, nhưng tài sản trong kho hàng rộng khoảng 300m2 bị thiêu rụi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho biết vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24, mức âm 110/12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ suối Lại, giai đoạn 1, công ty Than Hòn Gai TKV, thành phố Hạ Long, nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố. Đến 5 giờ 28 phút ngày 30 tháng 7, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc và sự cố đã khiến 5 công nhân tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Nguyên nhân sự cố đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ theo quy định. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một công nhân tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một công nhân tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu là 100 triệu đồng một gia đình.